Tiếp tục cái cây thanh lý, một trong những cây cuối cùng của kho cũ ha, là cây Yamaha anh em ha, Yamaha U1G, Yamaha U1G thì mình miêu tả bên ngoài cho anh em ha. Thì đèn này nó về, nó nguyên zin về, thì ngoại hình thì nó cũng hơi bụi bặm và chạy chỗ ha anh em. Anh em về tự làm lại, còn anh em cá nhân nào mua sử dụng á, thì tự lau chùi, còn không đỡ về chơi vẫn được nha anh em. Đây đó, dơ đồ này nọ cái kiểu ha, dơ chày đồ, mình quay kỹ cho anh em coi ha. Đây nè, chày nè, nay giờ tự dặm lại ha anh em ha. À đó, còn cái vụ nứt bể thì không có anh em ha. À, cái này nó có một cái chi tiết nữa là cái giá sách nè, cái giá sách này nó có một cái đường nứt nè anh em, cái này là hình như là nó dán ở bên Nhật luôn rồi, đỡ vậy vẫn xài bình thường, nhưng mà anh em muốn thẩm mỹ thì anh em nhám, anh em sơn lại thì tùy anh em nha. Cái giá sách nè, đó mình miêu tả cho anh em. Rồi cái chỗ này sơn thì nó cũng bị hơi chốc chốc nè, phần này thì nó cũng dễ thôi, anh em mà mua chơi khỏi cần làm được, còn anh em muốn mua bán thì phải làm sơ lại ha anh em. Đó rồi, còn chức năng thì sử dụng ok bình thường nữa ha. U1G nha, U1G là cũng giữ chứ không phải dạng dạng thường đó nha. Để mở nắp cho anh em coi cái máy luôn, mở này cho quen, mở nắp cho anh em coi máy đồ này nọ, số series đồ này nọ luôn đây nha. Đợi xíu, rồi mở nắp ra, nhìn ra đi. Rồi đây nè ha, máy cũng còn rất là đẹp luôn anh em. À, máy đẹp nha, zin nguyên bản về mà như vậy là quá đẹp ha anh em. Máy U1G nha anh em, Yamaha U1G đó. Thanh lý cho anh em cái cây này mà thôi, bây giờ nói giá thì anh em tự lên mạng nghiên cứu đi, mất công rồi nói quanh quăng rồi tùm lum ha. Anh em tự lên nghiên cứu Yamaha U1G đi nha anh em. Còn cái này quanh thanh lý tại kho cho anh em là 13 triệu thôi anh em nha. Xài tốt 100% luôn anh em. U1G 13 triệu thôi. Thì nó có những cái khuyết điểm chạy chỗ như thế nào đó thì nãy ở đầu video thì Vinh đã nói cụ thể cho anh em hết đó nha. Anh em mà thấy ok thì qua trở về chơi ha. Hoặc là trở về là làm bán nha. Giá này là quanh thanh lý lỗ đó anh em, chủ yếu là để dọn kho, tại vì bên lời là những cái khác rồi. Này chủ yếu là cho nó được việc nha anh em. Yamaha U1G 13 triệu. Rồi, ok nha anh em. À, gọi cho Vinh ha, 0932 799986 nha. À, 0932 799986. Nhanh tay thì còn nha anh em.